choáng váng với nam sinh được phong danh hiệu Thánh Cay. Trong những ngày gần đây, món mì cay 7 cấp độ có xuất xứ từ Hàn Quốc đang là đề tài được các bạn trẻ bàn luận. Tuy nhiên, cấp độ 7 vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Giới ẩm thực phân chia độ cay theo cấp độ cao dần, độ cay cao nhất được mô tả đến mức xé lưỡi người ăn. Đặc biệt, mới đây vào ngày 2 tháng 10, anh Nguyễn Anh Phong, 22 tuổi, sinh viên khoa luật kinh tế trường Đại học Vinh, đã được cấp giấy chứng nhận sau khi ăn hết một tô mì cay cấp độ 12 tại một cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh. Ngay sau khi hình ảnh anh Phong ăn hết tô mì cay cấp độ 12 được chia sẻ công khai lên Facebook cá nhân, cộng đồng mạng đã phong tặng anh danh hiệu thánh cay. Anh Phong cho biết sau khi đăng tải hình ảnh ăn hết tô mì cay cấp độ 12, Facebook cá nhân của anh nhận được rất nhiều lời bình luận và lời mời kết bạn. Anh cảm thấy phiền toái trước sự quan tâm quá mức của mọi người, đến chiều ngày 4 tháng 10, anh quyết định tạm khóa Facebook cá nhân để tránh sự làm phiền của mọi người. Mình thực sự không thích ăn mì cay, nguyên nhân mình ăn bát mì cay cấp độ 12 là do nhận lời thách đố của một người bạn. Mình chỉ ăn hết mì và không thể húp tiếp nước của nó vì quá cay. Ăn xong mình thấy môi bỏng rát, trong người khá nóng, sau đó phải uống sữa cùng rất nhiều nước để giải nhiệt. Anh chia sẻ thêm, sức khỏe và mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra bình thường sau khi ăn tô mì cay cấp độ 12. Tuy lúc mới ăn xong có cảm giác hơi nóng trong người nhưng theo lời khuyên của mọi người thì anh đã uống nhiều nước để hạ nhiệt và sau đó mọi thứ đều ổn. Anh Nguyễn Khắc Nam chủ quán cho biết, ngoài phong ra, quán đã có 3 người chinh phục được món mì cay cấp độ 12. Rất ít người dám lựa chọn loại mì cay nhất, hầu hết khách hàng chỉ ăn đến cấp độ 1, số ít thưởng thức ở cấp độ 2, 3. Mọi người chỉ nên ăn mì cấp độ nhẹ và vừa, không nên thách thức nhau chọn loại quá cay sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc thử thách ăn mì cay cấp độ cao sẽ gây rối loạn các bộ phận trong cơ thể, nhất là đường tiêu hóa. Những người bị viêm lét dạ dày, tá tràng, ăn quá cay sẽ tổn hại đến niêm mạc. Do vậy, giới trẻ cần có cách nhìn nhận nghiêm túc hơn trong việc thách đố ăn mì cay theo cấp độ.